Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi có hình bé heo như thế này ha. Đây là mặt sau, còn đây là mặt trước nè. Mình có trang trí họa tiết bé heo ở phía trước. Trên miệng túi thì mình có làm một nút thắt để cài điều chỉnh cho cái phần miệng túi của mình nó không có bị quá rộng nè. Đây, khi ta guốc vào thì cái phần miệng túi của mình nó sẽ được kín hơn ha. Bên trên thì mình có làm hai đầu dây dài để bé có thể đeo vào người tiện lợi hơn nè. Mẫu túi tỏi bé heo như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 ha. Đây, đầu kim của mình sẽ to hơn sợi len 1/2 nè. Ngoài ra thì mình còn dùng một đầu kim nhỏ như thế này ha. Cái đầu kim nhỏ này nè. Kéo cắt len. Và một mẫu nút thắt như thế này. Thì cái mẫu nút thắt này mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ này để mình luồn vào khoảng trống của cái hạt nút này nè. Để mình có thể luồn cái đầu dây vào ha. Ngoài ra còn có hai hạt bẹt dùng để trang trí phần mắt cho heo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Thì đầu tiên ta sẽ móc cái phần thân sau như thế này trước ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu phần thân sau như thế này nè. Ở đây mình đã móc sẵn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đầu tiên ta sẽ tạo một vòng tròn. Ở đây mình dùng sợi len màu hơi tối nha, nên các bạn để ý mũi móc giùm mình chút xíu. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. 1 2, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 13 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Kép đơn 12. Và kép đơn thứ 13. Sau khi đã móc được 13 mũi kép đơn liên tiếp vào vòng tròn đầu tiên thì các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà ta móc nè. Đây là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ha. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Đây nè, chân mũi kép đơn đầu tiên nè. Móc vào đây một mũi dời ha. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn ở phía sau nè, guốc thật mạnh vào nha, cho cái vòng tròn của mình được nhỏ lại. Đây, thì mình hình thành được cái vòng tròn nhỏ đầu tiên cho cái phần túi của mình ha. Tiếp tục ở vòng tròn thứ hai, ta sẽ tiến hành tăng mũi cho cái vòng tròn này to lên nè. Móc cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Khi được hai mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên rồi thì chân móc thứ hai á cũng móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc ha. 1 2 Tương tự chân móc thứ ba cũng vậy ha, cũng móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc, là cái chân móc thứ ba của 13 mũi kép đơn phía dưới á. Như vậy là ở ba chân móc đầu tiên mình đã tăng lên được thành 6 mũi móc ở hàng phía trên nè. Thì tiếp tục cho 10 chân móc còn lại của cái vòng tròn nhỏ phía dưới. Mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ năm cũng tương tự nè. Móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân ha. 1 2 Tiếp tục chân bên cạnh cũng vậy, móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình vào 13 chân móc của 13 mũi kép đơn ở cái vòng tròn đầu tiên mà ta tạo.
Sau khi đã móc đến cuối vòng thì cái vòng tròn thứ hai của mình nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng tròn thứ nhất ha. Thì tiếp tục để kết thúc cái vòng tròn này cũng tương tự, móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. 1 2. Thì cái vòng tròn thứ hai này nó sẽ giúp cho cái phần thân túi mình nó có cái độ rộng ra nè. Tiếp tục mình sẽ tăng thêm một vòng móc nữa cho cái phần túi của mình nó được to hơn ha. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Khi được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân kế bên ha, là chân thứ hai, ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân nè. Kép đơn thứ hai. Ta được một cụm chân móc như thế này. Một mũi kép đơn, một chân móc, tiếp tục là 2 mũi kép đơn, một chân móc. Và để ý cho mình 2 mũi kép đơn cùng một chân móc, ta sẽ móc vào chân thứ hai của 2 mũi kép đơn cùng chân móc ở hàng phía dưới nè. Đây là 2 mũi kép đơn cùng chân móc ha. Chân thứ nhất thì chân thứ hai ta sẽ thêm vào đó một mũi. Tương tự chân kế bên, đây ta sẽ có 2 mũi cùng chân. Thì chân đầu tiên sẽ móc một mũi kép đơn nè. Và chân kế bên sẽ là chân thứ hai ha, móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc nè. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Ta cũng tạo thêm được một cụm chân móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc ha, tương tự như cái cụm đầu tiên. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn thì chân kế bên là cái chân móc thứ hai của 2 mũi móc có cùng một chân ở phía dưới á, móc vào 2 mũi kép đơn. Ta được thêm cụm thứ ba nè. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Một mũi kép đơn vào chân móc bên cạnh và chân móc thứ hai sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Tương tự một mũi kép đơn, sau đó xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc vào chân thứ hai cũng 2 mũi cùng chân phía dưới ha. Tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối hàng được các cái cụm chân móc như thế này, và ta cũng tăng mũi vào chân thứ hai của 2 mũi móc đó, có cùng một chân móc phía dưới nè, thì tiếp tục kết thúc vòng này móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Ta tạo ra được độ rộng cho phần thân túi ha. Đối với những bạn muốn cái phần thân túi mình to hơn thì các bạn sẽ thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Khi nào mà ta gặp chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng một chân ở phía dưới nè. Đây là 2 mũi có cùng một chân móc ha. Thì cái chân thứ hai này ta sẽ thêm vào đó một mũi, là ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn ha. Sau đó móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái độ rộng của phần thân túi tùy vào cái sở thích của mỗi người nha. Đối với size túi tỏi này mình sẽ dừng lại ở 3 hàng móc. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài như thế này để mình tạo ra mặt sau của túi nè. Thì lúc này cái mặt sau của túi mình hoàn tất ha, móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Khi đã móc được một mũi dời kết thúc vòng móc thứ ba thì tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn móc vào cho mình cái chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Khi đã được một mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai các bạn sẽ tiến hành móc tịnh tiến cho mình ha. Tức là ta sẽ móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép nè. Sau đó tiếp tục là một mũi kép đơn. Và một mũi kép đôi vào cái chân móc này luôn ha. Thì mũi kép đôi sẽ làm như sau. Các bạn sẽ lấy len 2 lần lên kim. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai, chân móc ta vừa móc luôn á. Đâm kim vào đó, kéo len qua chân móc. Sau đó lần lượt kéo len cho mình qua hai chân móc trên kim ha. Kéo len qua hai chân lần thứ nhất nè. Tiếp tục kéo len qua hai chân lần thứ hai. Và kéo len qua hai chân lần thứ ba là lần cuối cùng ha. Như vậy là cái mũi móc của mình nó đã có cái độ cao dần lên nè. Đây. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đôi ta vừa móc á. Đây sẽ là cái chân móc của mũi kép đôi nè, các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời ha. Như vậy là mình hoàn tất nửa phần tay. Nửa phần tay còn lại các bạn sẽ tiến hành giả mũi cho mình.
tức là ta sẽ giảm độ cao của mũi móc. Ở bên này ta móc tịnh tiến thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành giảm mũi ha. Ta móc mũi kép đôi trước vào cái chân móc thứ ba á, kép đôi nè, lấy lên lần lượt qua hai chân móc trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Khi được một mũi kép đôi rồi thì tiếp tục móc một mũi kép đơn vào cái chân móc thứ ba luôn, tiếp tục làm một mũi nửa kép cũng vào chân móc thứ ba. Thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ có cái độ giảm dần ha, và tạo cho cái phần tai của mình có cái hình tam giác như thế này. Khi giảm tịnh tiến được cái phần tai rồi thì mũi móc cuối cùng móc vào cho mình một mũi móc đơn ở chân móc thứ tư. Ta hoàn tất được phần tai đầu tiên nè, có cái mũi nhọn như thế này ha. Thì để móc tiếp cái phần tai thứ hai, các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái chân móc kế bên này nè, cái chân móc thứ năm á, ta sẽ móc vào đó một mũi dời. Ta được mũi dời thứ nhất. Để tiếp tục móc cái phần tai tiếp theo thì di chuyển kim cho mình vào các cái chân móc kế tiếp này nè, móc cho mình 5 mũi ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Mũi dời thứ hai nè. Mũi dời thứ ba cho chân thứ ba. Tiếp tục mũi dời thứ tư qua chân móc thứ tư. Và mũi dời thứ năm cho chân móc thứ năm. Khi đã được 5 mũi dời vào 5 chân móc như thế này rồi nè. Đây, thì cái chân móc nằm chính giữa là chân móc thứ ba, ta sẽ tiến hành móc một sợi dây ở đây nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần tai còn lại ở bên này. Thì từ đây móc lên một mũi móc xích, sau đó ở cái chân móc kế tiếp này nè, các cái chân móc kế tiếp này có 4 chân móc ha, sẽ tạo cho mình một cái phần tai tương tự như vậy. Chân móc đầu tiên là cái chân móc sát bên chân mũi dời này nè, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên sẽ móc tịnh tiến 3 mũi móc ha. Tịnh tiến như thế này nè, cho cái mũi móc của mình nó cao dần lên. Một mũi nửa kép. Tiếp tục làm một mũi kép đơn. Và sau cùng làm một mũi kép đôi vào một chân móc. Quấn len hai lần lên kim, đâm kim vào chân móc ta vừa móc. Kéo len qua chân móc, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất. Tiếp tục lần thứ hai. Và kéo len qua hai chân móc lần thứ ba. Khi được mũi móc tịnh tiến như thế này rồi nè, ta được một nửa phần tai thì móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc của mũi kép đôi ta vừa móc. Đây sẽ là chân móc của mũi kép đôi, đâm kim vào đây móc một mũi dời. Tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ giảm cho mình cái độ cao của mũi móc. Ta sẽ móc mũi kép đôi trước nè. Lấy len hai lần và đâm kim vào chân kế bên ha. Kéo len sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Kéo len lần thứ nhất, kéo len lần thứ hai và tương tự kéo len lần thứ ba. Sau đó tiếp tục làm một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Và cuối cùng làm một mũi nửa kép cũng vào chân móc đó luôn ha. Khi đã giảm dần độ cao của mũi móc rồi thì cái chân móc kế bên ta sẽ móc một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hai cái phần tai đối xứng với nhau như thế này. Và khoảng cách giữa hai tai sẽ cách nhau là 5 mũi dời ha. Tiếp tục móc vào chân kế bên nè, cái chân kế bên của cái chân móc mũi đơn á, móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Thì các bạn để ý nè, lúc này cái sợi len thừa của mình đang nằm ở mặt trước của hàng móc ha. Các bạn dùng kim đâm từ phía sau ra phía trước vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Thì cái mặt trước của mình hoàn tất như thế này. Đối với sợi len thừa, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc trong này ha. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mặt trước của mình hoàn tất. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp lại hai cái phần thân trước và thân sau lại nè. Thì ở phần thân sau mình có một sợi dây lên rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình dựa vào cái điểm đó ha. Ở 5 mũi dời của cái phần mặt trước giữa hai tay nè, các bạn sẽ tính cho mình từ cái mũi dời thứ ba nha. Cái mũi dời thứ ba là mũi dời nằm chính giữa. Từ đây các bạn sẽ tính ngược ra cho mình.
Đếm cho mình được bao nhiêu mũi móc cho đến hai cái mũi móc mà ta tịnh tiến hoặc là giảm dần của cái phần thân tay nè. Các bạn có thể đâm kim vào một trong hai chân bất kỳ ha. Ở đây mình sẽ đâm kim vào cái chân mà ta giảm dần á. Đây các bạn có thể đâm kim vào chân đầu tiên cũng được. Ở đây mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai ha, là cái chân các mũi móc của mình nó có cái độ cao giảm dần á. Đây, từ cái chân móc thứ ba đếm ngược ra nè. 2, 3, 4 và 5. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ 5 ha. Sau đó mình sẽ nẹp cái phần thân sau vào thân trước của túi nè. Thì để nẹp được phần thân sau vào thân trước, các bạn sẽ tiến hành đưa mặt trái của thân sau áp với mặt trái của thân trước ha. Đưa mặt phải ra phía ngoài. Rồi từ cái sợi len thừa này nè, từ cái sợi len móc xích này đếm ngược ra cho mình 5 mũi móc. Và ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 5 ha. Khi trên kim đã có được hai chân móc như thế này rồi nè. Khi quay lại mặt trước thì cái sợi len của mình nó sẽ nằm ở chính giữa của túi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp phần thân túi lại ha. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc. Đây ta sẽ đưa sợi len ra phía sau như thế này, chừa cho mình một đoạn len dài tí nha. Sau đó dùng kim kéo sợi len qua chân móc nè, qua hai chân móc như thế này. Thì cái sợi len thừa ở phía sau nè, khi các bạn chừa ra một đoạn len dài như thế này, thì nó sẽ giúp mình có thể giấu dễ dàng vào trong mũi móc hơn nha. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của phần mặt trước. Đồng thời đâm kim vào chân kế tiếp của phần thân sau nè. Hai chân móc song song như thế này và móc vào đây cho mình một mũi dời. Tương tự đâm kim vào chân kế tiếp của phần thân trước và chân kế bên của phần thân sau nè, hai chân móc song song với nhau như thế này trên kim và móc vào đây một mũi dời. Tương tự ha, đâm kim vào chân kế bên của thân trước và chân kế tiếp của thân sau, hai chân song song như thế này và móc vào đây một mũi dời. Như vậy là ta đã nối được hai mặt thân trước và thân sau của túi lại. Thì ta sẽ nẹp tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đầu tiên thì các bạn đâm kim vào chân móc mà có các cái mũi móc giảm dần. Thì bên này ta sẽ nẹp đến cái chân móc có các mũi móc tăng dần ha, cao dần nè. Sau khi đã nẹp lại được toàn bộ thân túi bằng các cái mũi dời thì hai thân túi của mình đã khít lại với nhau rồi. Lúc này cái mũi móc mà mình kết thúc sẽ nằm ở cái chân móc mà ta có 3 mũi móc có độ cao tăng dần nè. Từ đây tiến hành kéo và cắt cho mình sợi len ha. Và tương tự lúc này sợi len đang ở mặt trước. Các bạn sẽ tiến hành lấy kim, đâm kim từ sau ra trước vào cái chân móc mà ta vừa móc kết thúc ha. Đâm kim từ sau ra trước nè. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Ta hoàn tất được phần thân túi như thế này. Lúc này cái phần thân sau của mình sẽ có hai cái sợi len thừa, các bạn sẽ tiến hành dùng kim đầu nhỏ giấu cho mình vào trong các cái mũi móc nha. Để mình có thể hoàn tất được phần thân túi. Ta tạo ra được độ rộng của miệng túi như thế này. Thì đối với thân túi này các bạn có thể để tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ cho bé cũng được ha. Hai sợi len thừa này mình sẽ tiến hành giấu vào trong mũi móc nè. Sau khi đã giấu được toàn bộ sợi len thừa vào trong mũi móc thì phần thân túi của mình sẽ hoàn tất như thế này. Và để tạo ra cái phần khóa cho phần miệng túi ở đây nè, thì các bạn sẽ tạo cho mình một đầu dây còn lại ở cái phần thân trước của túi. Thì để tạo được một sợi dây cho bên đối diện ở phần thân trước của túi á, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len này nè, ta sẽ tạo một nút ha. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở phần thân trước mình có gây nên 5 mũi dời giữa hai bên tay ha, thì các bạn sẽ tính cho mình mũi dời thứ 3 nằm chính giữa. Đâm kim vào cái mũi dời này. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc thêm cho mình một sợi dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ở phía sau ha. Bằng với cái sợi dây này nè, móc cho mình thêm một sợi dây móc xích dài như vậy. 2 3 4 5
6, 7. Sau khi đã hoàn tất được cái đầu dây còn lại rồi thì tiến hành kéo và cắt len. Ở đầu dây móc xích mà ta vừa tạo nè, có cái sợi len thừa này thì các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc ha. Như vậy là mình đã tạo ra được hai đầu dây như thế này nè. Ở hai cái đầu dây còn lại các bạn sẽ tiến hành vo tròn lại nha. Ta sẽ tiến hành vo tròn lại cho hai đầu dây nẹp vào với nhau. Sau đó sử dụng kim đầu nhỏ nè. Đâm kim cho mình vào khoảng trống của nút mà ta dùng để cài lại nè. Sau đó sẽ tiến hành kéo hai cái đầu len này qua cái nút này ha. Ta sẽ tiến hành kéo qua cái nút này. Ta sẽ kéo nút mà mình vừa xỏ vào trong sau bên trong của thân túi nè. Như vậy là phần miệng túi của mình đã có được cái nút khóa như thế này rồi ha. Khóa lại hai đầu dây. Khi kéo nút lên trên như thế này thì sẽ có cái khoảng trống để mình bỏ phụ kiện ha. Và kéo nút xuống thì ta sẽ khóa lại được phần miệng túi. Và sau khi đã hoàn tất được cái phần thân túi như thế này, các bạn sẽ tiến hành trang trí cho mình cái họa tiết lên trên cho cái phần thân túi nè. Ở đây mình đã trang trí một mẫu mặt heo như thế này lên trên thân túi ha. Thì cái mũi heo này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi nè. Sau đó các bạn có thể dùng kim khâu khâu cho mình thêm hai cái hạt bẹt vào hai bên để mình trang trí cho mắt của heo ha. Đây là mặt trước của thân túi và đây là mặt sau ha. Nút cài nè, kéo lên sẽ có được một cái khoảng trống nằm chính giữa. Cái khoảng trống này ta sẽ bỏ cái phụ kiện vào ha. Và kéo nút xuống thì ta sẽ khóa lại được cái phần miệng túi nè. Còn cái sợi dây dài ở bên trên này các bạn sẽ cột guốc cho mình một guốc ở cái đầu dây này ha. Để bé có thể đeo vào thân nè, cho tiện với cái việc di chuyển hơn ha. Đây ta sẽ cột guốc lại như thế này thì mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống cho bé luồn vào thân ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi tỏi hình bé heo xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.